Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hành trình hồi hương của những công nhân lao động từ vùng dịch phía Nam. Bố trí cán bộ làm việc tại nhà cần phát huy tinh thần trách nhiệm của người lao động. Giải bài toán thiếu giáo viên ở Lào Cai trước thềm năm học mới. Xử lý nhóm đối tượng có biểu hiện tụ tập, vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Ngày 4 tháng 8, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về điều động bổ nhiệm ông Bùi Khắc Hiền, Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh. Dự lễ công bố có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Vũ Văn Cài, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và một số sở ngành liên quan. Phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí tân Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường chúc mừng Sở Khoa học Công nghệ và cá nhân đồng chí Bùi Khắc Hiền được tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng điều động giữ trọng trách nhiệm vụ mới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn tân giám đốc Sở với kinh nghiệm của mình cùng với tập thể lãnh đạo cán bộ Sở Khoa học Công nghệ tiếp tục phát huy hơn nữa để đưa lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ vào thực tiễn cuộc sống, chủ động phát huy thành quả của cuộc cách mạng 4.0 tham mưu cho tỉnh để lĩnh vực khoa học công nghệ ngày càng phát triển. Sáng 4 tháng 8, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Giàng Xeo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã đến thăm và tặng quà chốt kiểm dịch y tế tại xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà và chốt quản lý bảo vệ biên giới phòng dịch số 5, số 6 tại thôn Lù Dì Sáng, xã Sán Trải, huyện Simacai. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đề nghị các cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến đường bộ, biên giới, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Cùng với đó, ngăn chặn triệt để tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới, quyết tâm không để dịch xâm nhập vào địa bàn. Nhân dịp này, đoàn công tác của tỉnh dành tặng cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 nhiều phần quà thiết thực. Nhân kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, mùng 10 tháng 8 1961, mùng 10 tháng 8 2021, ngày mùng 4 tháng 8, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm hỏi, tặng quà nạn nhân chất độc da cam tại thị xã Sapa. Đồng chí Giàng Thị Dung và đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà ông Bùi Huy Kha, nạn nhân chất độc da cam dioxin ở tổ 1 phường Âu Quý Hồ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ lòng biết ơn và chia sẻ những hy sinh mất mát của các gia đình người có công và nạn nhân chất độc da cam dioxin. Đồng chí biểu dương đánh giá cao tổ chức hội nạn nhân chất độc da cam dioxin địa phương. Cấp ủy chính quyền và đoàn thể đã có nhiều hoạt động chăm lo giúp đỡ người có công, nạn nhân chất độc da cam một cách thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa và chung tay xoa dịu nỗi đau da cam. Dịp này, đồng chí Giàng Thị Dung và đoàn công tác cũng đến thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ nhân viên trạm kiểm soát phòng dịch quốc lộ 4D tại đèo Âu Quý Hồ và khu cách ly tập trung thị xã Sapa. Sáng 4 tháng 8, Ban tuyên giáo tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 8 năm 2021. Đồng chí Dương Đức Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Trong tháng 7, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị xã hội của đất nước, của tỉnh. Đã đăng tải 332 tin bài, phản ánh đa chiều, kịp thời tình hình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Bên cạnh đó là phản ánh một số vấn đề nổi cộm trong phòng chống dịch COVID-19, thương mại, dịch vụ, du lịch. Tại hội nghị, các đại biểu đã có ý kiến với một số vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 và một số giải pháp định hướng tuyên truyền hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Trong đó, các cơ quan thông tấn báo chí cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền về các hoạt động nổi bật của Đảng, Nhà nước, kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16, việc triển khai các chủ trương chính sách về hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Sáng 4 tháng 8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm 75 năm hành động quyết thắng chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 2, 19 tháng 10 1946, 19 tháng 10 2021.
nhằm tiếp tục phát huy truyền thống, trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng chiến thắng của lực lượng vũ trang quân khu 2 qua 75 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành. Tại lễ phát động thi đua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh xác định thực hiện tốt 4 nhất, ý thức, nhận thức và trách nhiệm tốt nhất, thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất, tổ chức các hoạt động thiết thực nhất. Đợt thi đua cao điểm 75 năm hành động quyết thắng được thực hiện trong 75 ngày, từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10 năm 2021. Đến 18 giờ 30 phút ngày 4 tháng 8, Lào Cai không ghi nhận thêm ca F0 mới. Như vậy, lũy kế đến thời điểm này, tỉnh Lào Cai đã có 21 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó, 10 trường hợp được chuyển về điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, 4 trường hợp F0 là người Lào Cai đã được Bộ Y tế công bố khỏi bệnh ra viện, 11 trường hợp đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Những trường hợp này sức khỏe ổn định. Trong ngày cũng ghi nhận mới 34 trường hợp về từ Hà Nội, 90 trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh và vùng dịch phía Nam. Các trường hợp này đều được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung. Hiện các mẫu đã cho kết quả đều âm tính, còn 91 mẫu đang chờ kết quả. Hiện tại, công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 vẫn đang được tỉnh Lào Cai đẩy mạnh. Hết ngày 3 tháng 8 đã có 8.496 người tiêm vaccine Verocell, 6.689 người được tiêm vaccine Moderna, 2.922 người tiêm vaccine Pfizer và 6.439 trong tổng số 7.256 người được tiêm vaccine AstraZeneca mũi 2. Theo quyết định mới nhất của Bộ Y tế, ca bệnh nghi ngờ mắc COVID-19 là người có ít nhất 2 trong số các biểu hiện sốt, ho, đau họng, mất khứu giác hoặc xét nghiệm sàng lọc dương tính với SARS-CoV-2. Đối với F0 có triệu chứng, một người được xác định là F1 nếu tiếp xúc với F0 trong khoảng thời gian từ 3 ngày trước khi khởi phát của F0 cho đến khi F0 được cách ly y tế. Đối với F0 không có triệu chứng, nếu F0 đã xác định được nguồn lây, một người được xác định là F1 nếu tiếp xúc với F0 trong khoảng thời gian từ khi F0 tiếp xúc lần đầu với nguồn lây cho đến khi F0 được cách ly y tế. Nếu F0 chưa xác định được nguồn lây, một người xác định là F1 nếu tiếp xúc với F0 trong khoảng thời gian 14 ngày trước khi F0 được lấy mẫu xét nghiệm khẳng định dương tính cho đến khi F0 được cách ly y tế. Sau một tháng triển khai, nhiều người lao động và người sử dụng lao động trong cả nước đã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ ảnh hưởng do dịch COVID-19 của chính phủ. Tính đến ngày 31 tháng 7, Cơ quan Bảo hiểm xã hội đã thực hiện xác nhận danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 175.000 lao động của 10.858 đơn vị sử dụng lao động tại 55 tỉnh, thành phố để hưởng các chính sách hỗ trợ. Đồng thời thực hiện xong việc gửi thông báo điều chỉnh mức đóng 0% vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp cho 375.000 đơn vị sử dụng lao động, tiếp nhận hồ sơ tạm dừng đóng vào Quỹ Hưu trí và Tử tuất, giải quyết cho 120 đơn vị với số tiền trên 61 tỷ đồng tại 25 tỉnh, thành phố. Tại Lào Cai, tính đến hết ngày 3 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 207 đối tượng với tổng mức kinh phí trên 461 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, những ngày qua đã có rất nhiều công nhân người Lào Cai đang làm việc tại các tỉnh thành phía Nam đã trở về địa phương. Hành trình hồi hương của họ đã gặp không ít gian nan, nguy hiểm, với mong muốn sớm được về nhà, vơi bớt nỗi lo dịch bệnh. Mất 4 ngày đêm, vượt gần 2.000 km bằng xe máy. Cuối cùng thì những lao động này cũng đã đến chốt kiểm dịch km 75 quốc lộ 70 thuộc xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên. Họ chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao của Lào Cai, làm công nhân ở các khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương. Dịch bệnh bùng phát không có thu nhập nên họ buộc phải trở về quê hương. Vất vả nhất là lúc mà mình đi từ miền Nam về là toàn dầm mưa, thâu đêm dầm mưa kiểu vượt qua đèo Hải Vân rất kiểu khó khăn. Từ miền Nam ấy về đến miền Trung ấy, người dân ủng hộ bọn em rất nhiều. Thì cũng cảm thấy nó thoải mái khi về cách ly ở đây, với lại ở quê thì nó tháng ở dưới kia, bởi vì ở dưới kia là vùng dịch nữa. Về trên đường về thì mình cũng lo, với lại sợ, mình cũng không dám tiếp xúc với ai luôn. Thì mình cũng lo cho bản thân mình mà cũng quan tâm đến người ta, không tiếp xúc với ai luôn. Câu chuyện anh Giàng Đỗ Trai đi xe máy chở theo vợ và ba con nhỏ vượt 1.700 km từ Lâm Đồng về Lào Cai, bình an như một điều kỳ diệu. Điều đáng nói, trong hành trình kéo dài 7 ngày, bé nhất mới 8 tháng tuổi, lớn nhất cũng chỉ 3 tuổi.
mọi sinh hoạt ăn nghỉ của gia đình anh đều diễn ra trên đường. Với sự giúp đỡ của các chốt kiểm dịch nên gia đình anh mới đảm bảo lương thực, đảm bảo cho cuộc hành trình trở về quê hương an toàn. Tôi lúc mình đang ở miền Nam kia, so với khi đang ở chúng ta kia rồi, thì cảm thấy thoải mái, tự do hơn. Và khi về đến cách đây thì họ cũng chăm sóc mình một cách chu đáo lắm. Và có phát quà, phát cháo cho các cháu, cho bánh kẹo cho các cháu. Và ở đây sinh hoạt ăn uống thì họ vẫn chăm sóc mình chu đáo và cẩn thận lắm. Chúng tôi cũng đã cùng với lực lượng dân quân rồi, y tế rồi là cũng phát thức ăn, ủng hộ tinh thần, rồi là gọi điện liên lạc với gia đình. Từ khi dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, các cấp các ngành của tỉnh đã có sự hỗ trợ tích cực đối với những lao động ngoại tỉnh có nguyện vọng trở về quê hương. Để sự trở về đó trọn vẹn niềm vui, những công dân này cần phải trung thực trong khai báo y tế, tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị bước vào năm học mới, cùng với việc chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, việc đảm bảo đội ngũ cán bộ giáo viên đủ số lượng, chất lượng cũng là một nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục. Trên thực tế, dù năm học mới đã cận kề, nhưng tại nhiều địa phương của Lào Cai vẫn thiếu khá nhiều giáo viên các cấp. Điều này tác động không nhỏ đến công tác dạy và học trên địa bàn, ghi nhận tại thị xã Sapa. Để đảm bảo quy định phòng chống dịch COVID-19 theo công điện số 05 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cuộc họp chuẩn bị cho năm học mới của trường tiểu học Sapa, thị xã Sapa được thực hiện qua hình thức trực tuyến. Bên cạnh triển khai các nội dung về phòng dịch, việc phân công nhiệm vụ chuyên môn cũng là nội dung được nhà trường bàn bạc kỹ lưỡng, bởi bước vào năm học mới, nhà trường sẽ thiếu một số giáo viên bộ môn. Khối lớp 1, lớp 2 là phải đủ giáo viên để làm sao đảm bảo là các em được giáo viên, mỗi giáo viên chủ nhiệm một lớp. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ưu tiên về cái trình độ chuyên môn. Những giáo viên đấy là phải có năng lực, có chuyên môn tốt nhất để đảm bảo thay đổi chương trình giáo dục phổ thông 2018. Năm nay, theo rà soát, thị xã Sapa thiếu 147 giáo viên các môn. Hiện tại, kế hoạch thi tuyển giáo viên bổ sung vẫn đang tạm hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Chính vì vậy, ngành giáo dục thị xã đang phải tính toán các phương án để đề xuất xem xét ký hợp đồng với những giáo viên đăng ký thi tuyển, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ giáo viên phù hợp so với nhu cầu. Chúng tôi cũng có một cái kế hoạch và gặp gỡ những cái thầy cô mà có cái nhu cầu chuyển, thì chúng tôi cũng nắm bắt được tâm tư và cũng và tháo gỡ những cái khó khăn để mà các thầy cô có yên tâm công tác tại Sapa. Chúng tôi đã vận động được khoảng 10 thầy cô. Tình trạng thiếu giáo viên đã diễn ra nhiều năm nay tại các trường học trên địa bàn thị xã. Liên quan đến số lượng học sinh đầu vào trên địa bàn biến động tăng theo từng năm. Cùng với đó, việc giáo viên xin luân chuyển công tác cũng là yếu tố dẫn tới tình trạng này. Đối với những cái bộ môn mà hiện nay Sapa còn thiếu giáo viên và cái số lượng hồ sơ nộp vào chưa đủ so với lại cái số cần tuyển, thì Sapa là tạm dừng, là chưa cho cái số giáo viên của các cái bộ môn này được chuyển, như là bộ môn toán, bộ môn ngữ văn, bộ môn tiếng Anh. Chúng tôi chỉ đạo ngành giáo dục đào tạo rà soát lại tổng số biên chế của toàn ngành và sẽ tiến hành là sắp xếp bố trí để đảm bảo được các cái điều kiện tối thiểu nhất. Theo định mức năm 2020-2021, toàn tỉnh thiếu 842 giáo viên. Trong đó, cấp học mầm non thiếu nhiều nhất với 663 giáo viên. Năm học mới này, tỉnh Lào Cai có kế hoạch tuyển dụng 569 viên chức sự nghiệp giáo dục, giúp ngành giáo dục Lào Cai tăng cường hơn về số lượng. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, việc tiến hành tuyển dụng vẫn đang bị tạm dừng. Cùng với sự linh hoạt từ cơ sở, ngành và các địa phương cần triển khai quyết liệt hơn nữa công tác quy hoạch mạng lưới trường lớp, chủ động cân đối, điều tiết, bố trí giáo viên, đồng thời khẩn trương tổ chức thi tuyển viên chức giáo viên trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên giá trị sản xuất công nghiệp 7 tháng qua trên địa bàn tỉnh vẫn tăng trên 13% so với cùng kỳ. Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 ước đạt trên 4.008 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng năm 2021 ước đạt trên 22.800 tỷ đồng, bằng 56,6% so với kế hoạch
và tăng 13,38% so với cùng kỳ năm 2020. Trong tháng 8 này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành cần tập trung rà soát quy hoạch cụm công nghiệp của các địa phương để điều chỉnh bổ sung phương án tích hợp quy hoạch chung của tỉnh. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình thủy điện dự kiến hoàn thành năm 2021. Triển khai thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Chuẩn bị các kịch bản phương án phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, khu công nghiệp khi có dịch bệnh xảy ra. Trong 6 tháng đầu năm nay, công tác quản lý, thu nợ và cưỡng chế nợ thuế được Cục Thuế tỉnh triển khai quyết liệt. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, Cục Thuế tỉnh Lào Cai đã thực hiện thu nợ tiền thuế ước đạt trên 147 tỷ đồng, bằng 54% số nợ có khả năng thu trên tổng số 349,323 tỷ đồng tiền thuế nợ thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020 chuyển sang. Xử lý được gần 88 tỷ đồng tiền thuế nợ chờ điều chỉnh. Xử lý 100% số nợ chờ điều chỉnh do sai sót thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Tổng số tiền thuế nợ phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2021 đã thu được 166 tỷ 183 triệu đồng, qua biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 61 tỷ 180 triệu đồng. Bên cạnh việc hỗ trợ tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, thời gian qua, ngành thuế hải quan cũng đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt thu hồi nợ thuế, hạn chế thấp nhất số nợ mới phát sinh, góp phần thu đúng thu đủ với ngân sách. Tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển kinh tế, đồng thời nâng cao khả năng thực hiện các chính sách về giới nhằm cải thiện tình trạng bất bình đẳng giới trong hoạt động kinh tế là những lợi ích mà dự án sản xuất lúa giống cùng phụ nữ vùng cao mang lại. Vụ mùa năm nay cùng với việc sản xuất lúa để phục vụ nhu cầu sử dụng thì gia đình chị Hoàng Thị Nguyễn ở thôn Tân Bảo, xã Bản Qua cũng gieo cấy gần 4.000 mét vuông lúa giống. Với kinh nghiệm và những kiến thức đã được trang bị thông qua việc tham gia dự án sản xuất lúa giống cùng phụ nữ vùng cao đã giúp chị Nguyễn tăng năng suất lúa. Các anh chị có về giới thiệu là cách mình bón phân thời kỳ nào, phun thuốc xong thời kỳ nào là rắc phân để hợp lý ạ. Với sự hỗ trợ của dự án, 60 hộ dân tại xã Bản Qua, huyện Bát Sát đã được tập huấn nâng cao kỹ năng sản xuất lúa nói chung và sản xuất giống lúa lai F1 nói riêng. Năng suất lúa giống tăng từ 15% đến 20% so với trước đây. Mình không phải đầu tư vốn đầu vào và đầu ra thì đã có nhà nước bao tiêu sản phẩm cho mình. Không may thì thiên nhiên mà làm mất mùa thì người ta sẽ hỗ trợ mình. Trung tâm cũng đã phối hợp với bà con là cung ứng toàn bộ các cái giống lúa bố mẹ và toàn bộ các cái phân vô cơ, và cũng kèm theo đó là cũng có cái cán bộ kỹ thuật là đi song hành để cùng với bà con là kiểm tra đồng ruộng. Sau đó là trung tâm sẽ thu mua lại với giá là 16.000 đồng một kg thuốc tươi. Trước đây dù tham gia mọi công đoạn trồng thu hoạch lúa, nhưng hầu hết phụ nữ ở vùng cao vẫn chưa khẳng định được vị trí của mình trong hoạt động sản xuất lúa giống. Tuy nhiên với việc tham gia dự án, phụ nữ được làm trưởng nhóm sản xuất, quyết định mọi công việc từ đăng ký thực hiện dự án, tập huấn, họp đến tổ chức sinh hoạt cộng đồng. Qua đó góp phần nâng cao vai trò vị thế của phụ nữ trong việc tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trang phục truyền thống của người Dao Tuyển không sặc sỡ như những trang phục của một số dân tộc khác, chủ yếu là một gam màu tràm cùng với một số họa tiết, hoa văn trang trí nhẹ nhàng. Nhưng qua đôi bàn tay khéo léo của phụ nữ người Dao Tuyển, những bộ trang phục này vẫn có nét đặc sắc riêng, mang đậm bản sắc dân tộc. Vì vậy, việc bảo tồn và giữ gìn nét đẹp văn hóa trong thời kỳ hội nhập và phát triển là vấn đề đang được cộng đồng người Dao Tuyển quan tâm thực hiện. Mặc dù tuổi đã cao, đôi mắt không còn tinh anh, đôi tay không còn nhanh nhẹn như thời con gái, nhưng bà Lý Thị Hồng ở thôn Làng Ẻn, xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng vẫn miệt mài, tỉ mẩn với từng đường kim, mũi chỉ, từng họa tiết hoa văn trang trí trên những chiếc áo truyền thống. Thêm vào đó, bà Hồng còn thường xuyên hướng dẫn các con, các cháu cùng làm.
Nhà mình làm áo bằng thủ công tất, mất thời gian lắm. Nhưng nhìn thấy những chiếc áo của dân tộc mình đẹp, thích lắm nên vẫn cứ làm thôi. Mình làm để dùng, để bán cho những người cần. Mình cũng dạy cho các cháu trẻ cách làm nữa để trang phục truyền thống của dân tộc mình còn mãi. Khi bà làm cho cháu mặc nên cháu sẽ ra học hỏi và sẽ rèn luyện để sau này có thể làm một bộ trang phục thật đẹp cho mọi người. Áo dài của người Giao Tuyền có màu đen là chủ đạo, được điểm thêm những hoa văn thổ cẩm ở viền cổ áo, tay áo và vạt áo. Với nữ giới thì có thêm mũ đội đầu. Để có được một chiếc áo thêu thủ công, bà con phải làm trong khoảng 20 đến 25 ngày. Tuy nhiên, trước những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhiều gia đình, nhất là gia đình trẻ không còn thực hiện tự khâu thêu trang phục truyền thống nữa. Vì vậy, việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống này hiện đang được cấp ủy chính quyền xã Chỉ Quang quan tâm đẩy mạnh thực hiện. Chúng tôi cũng đang muốn là xây dựng thành một cái làng nghề về cái mang mặc may trang phục truyền thống, cũng như là cho con em đồng bào dân tộc Giao, đặc biệt là đồng bào dân tộc Giao sẽ học thêm chữ nho, cũng như là để gìn giữ cái nét văn hóa truyền thống của đồng bào người dân tộc Giao ở đối với xã Chỉ Quang. Với sự nỗ lực cố gắng của chính bà con nơi đây, cùng sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương, những nét đẹp văn hóa của cộng đồng Giao Tuyền sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát triển, góp phần làm giàu thêm kho tàng văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 8 năm 2021. Vùng đồi núi thấp, mây thay đổi, không mưa, ngày giảm mây, trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, độ ẩm trung bình trên 65%. Vùng đồi núi cao, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời se lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm trung bình trên 70%. Thành phố Lào Cai, mây thay đổi, không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, nắng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, độ ẩm trung bình trên 65%. Khu du lịch Sapa, mây thay đổi, không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, mây thay đổi, không mưa, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời se lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm trung bình trên 70%. Lực lượng công an thành phố Lào Cai vừa xử lý nhóm 12 đối tượng có hành vi tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 3 tháng 8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có một nhóm thanh niên đi xe máy có biểu hiện lạng lách, đánh võng, chạy tốc độ cao. Đội công tác đặc biệt công an thành phố đã tổ chức lực lượng mật phục, đón lõng. Đến 22 giờ 30 phút tại đường Ngô Quyền kéo dài phường Bắc Cường đã đồng loạt dừng các phương tiện yêu cầu kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra xác định 5 người điều khiển phương tiện gồm Thèn Văn Hiếu sinh năm 2002, Tà Văn Hiếu sinh năm 2002, Thào Văn Đại sinh năm 2002, trú tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, Lục Hiếu Tài sinh năm 2002, trú tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương và Hồ Văn Sơn sinh năm 1996, trú tại phường Nam Cường, thành phố Lào Cai. Tại cơ quan công an qua kiểm tra, 3 trên 5 xe đã được chế bộ phận ống xả, xe không có gương chiếu hậu, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe lạng lách đánh võng. Đặc biệt là người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Ngay từ ngày đầu ra quân thì lực lượng tổ số 1 cũng đã tiến hành lập biên bản 15 trường hợp và đã tạm giữ một số đối tượng có cái hành vi không đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Thời gian tới, Công an thành phố Lào Cai tiếp tục tập trung đẩy mạnh đấu tranh, xử lý triệt để các hành vi tụ tập, điều khiển xe vi phạm luật giao thông đường bộ của các đối tượng thanh thiếu niên và các hành vi vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công điện hỏa tốc của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngoại trừ lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch, các cơ quan nhà nước đều bố trí cho cán bộ, công nhân, viên chức luân phiên làm việc tại nhà. Bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin và những tiện ích của Internet, các cá nhân làm việc tại nhà vẫn đảm bảo hoàn thành tốt công việc được giao.
Anh Vũ Văn Quý là chuyên viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai. Bắt đầu từ ngày 4 tháng 8, anh Quý và các đồng nghiệp luân phiên làm việc tại nhà và tại cơ quan. Cách sắp xếp này nhằm hạn chế tập trung đông người tại nơi làm việc, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Tất cả những nội dung tham mưu thì sẽ trình các cái văn bản hệ thống trên cái hệ điều hành iOffice và thực hiện rất là hiệu quả. Và qua cái việc làm trực tuyến, tôi thấy rằng là sẽ là các cái công việc đều chạy cả, không có cái nội dung nào mà chúng ta tồn đọng. Việc lập kế hoạch làm việc theo từng ngày, trong đó có đánh giá hiệu quả công việc vào cuối tuần, đang là cách mà Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và nhiều cơ quan đang triển khai thực hiện. Qua đó không chỉ nâng cao chất lượng công việc mà việc giám sát, đánh giá năng lực cán bộ, công chức, viên chức cũng chính xác hơn. Chúng tôi thường xuyên trao đổi tương tác với nhau qua mạng điều hành nội bộ cũng như là các cái mạng xã hội khác như là Zalo để cập nhật các cái tin tức và xử lý công việc kịp thời. Ngoài ra thì 100% các đồng chí cán bộ chuyên viên ngành giáo dục cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục áp dụng thực hiện cái mô hình này. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, thành phố Lào Cai cũng đã lên kế hoạch để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà. Còn những bộ phận đặc thù thì thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp, làm việc. Đặc biệt, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người lao động để đảm bảo chất lượng công việc được giao. Làm việc ở nhà hay làm việc cơ quan thì cái mục tiêu công việc, kết quả công việc đó chính là cái hiệu quả, đánh giá cái năng lực cũng như là cái trách nhiệm của anh. Cùng với lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh đang thể hiện sự đồng lòng, chung sức đẩy lùi dịch bệnh, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, lĩnh vực mình phụ trách, góp phần vào mục tiêu phát triển của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nổi tiếng là trái ngọt vùng đất Bảo Hà, huyện Bảo Yên, quả hồng không hạt có những đặc trưng riêng mà ít nơi nào có được. Hiện nay, nhân dân xã Bảo Hà và các xã vùng phụ cận đang được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành để xây dựng, quảng bá và khẳng định giá trị của loại quả đặc sản này. Thời lượng còn lại của chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng ngắm nhìn những quả hồng không hạt đang vào vụ. Tới đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm mùng 4 ngày mùng 5 tháng 8 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 33 độ.